Để ý nha, nó sẽ xuất hiện xung quanh đây rồi. Không biết không? Để ý kỹ. Các bạn nghe tiếng của siren hay rồi, nghe tiếng của siren hay rồi. Các bạn vừa rồi các bạn nghe tiếng của siren hay rồi các bạn. Đây là một con quái vật mà mình đã kiểu như là mình đã mất hết 3 ngày hôm nay mình đã ra ngoài đó, là anh em của tụi mình họ đã canh mấy kiểu như là 3 ngày hôm nay đó. Thì vừa rồi anh em của tụi mình đã nghe được cái giọng của nó rồi, và đâm ra là bây giờ hở anh em của tụi mình đã vừa photo hẳn luôn các bạn ơi. Đây chính là cái nghi thức mà chụp hình buổi tối đây các bạn. Đây chính là cái con siren hen các bạn. Đó, và mình được biết đó là con này là một trong những quái vật khổng lồ luôn nha anh em. Đâm ra là hở mình đã tìm hiểu kỹ về con này, và bây giờ hở anh em của tụi mình đó ngày hôm nay là anh em của tụi mình thử xem coi là chụp hình vào 3 giờ sáng thử xem coi là thấy được siren hen không nha anh em. Tại vì cái con này á là nó khác ở chỗ mà đợt trước anh em của tụi mình quay là chụp thấy bà ngoại Rennie á, nó khác ở chỗ tức có nghĩa là sao, tức có nghĩa là con này không thể nào chụp được trong gương các bạn, con này không thể nào được chụp được trong gương tại vì con này rất là lớn. Đâm ra là anh em của tụi mình họ phải bắt buộc là phải triệu hồi nó lên, sau đó là anh em của tụi mình mới tại vì á cái nghi thức triệu hồi á nó chỉ kéo dài được có 15 phút thôi. Đâm ra là bây giờ anh em của tụi mình phải làm thật là gấp luôn nha anh em, tại vì vừa rồi hả mình nghe tiếng nó, mình nghe hết rồi luôn anh em. Rồi đây chính là cái tờ giấy mà cái con siren hen mình làm gấp nhỏ bài, tại vì mình rất là vội luôn. Đây là chung nhỏ cầm đi nè. Đây bây giờ cái con này các bạn, là bây giờ là anh em của tụi mình nó bắt buộc là phải chụp hình 3 tấm hình của anh em của tụi mình, xong rồi sau đó hả là anh em của tụi mình á đốt các bạn biết cái nghi thức này rồi đúng không? Đó chính là họ đốt cái hình dạng của cái con này, và sau đó là anh em của tụi mình sẽ bỏ vô trong nước máu. Đây không phải là máu đặc nha anh em nhớ kỹ giúp mình, đây không phải là máu người. Ê quên, không phải, ý là đây là máu chó, nhưng mà tức có nghĩa là nó không phải là máu nguyên chất anh em. Đây là cần phải pha thêm một số cái đồ đặc biệt nữa, nhưng mà mình không có thể nào mà mình kể ra cho các bạn nghe. Ok, bây giờ mình rất là vội luôn, bây giờ phải làm gấp tại vì chỉ có 15 phút thôi. Mình sợ chút hồi mình đi ra ngoài kia là hả con siren hen nhiều khi nó bắt mình đó bạn. Ok, làm gấp luôn, lấy điện thoại đấy, đi. Đây mình cho các bạn xem nha. Hiện tại bây giờ là chuẩn 3 giờ sáng đó nha các bạn. Đây 3 giờ sáng. Các bạn phải làm gấp giúp mình là cái nghi thức này là phải chuẩn chỉ là 3 giờ sáng nha. Mình sợ các bạn không tin cho nên hả mình sẽ quay máy tính luôn. Đây. Mình sẽ coi máy tính cho các bạn biết luôn là 3 giờ sáng nha. Bây giờ họ ở ngoài đường là coi như là không có ai cả bạn. Ok, làm gấp đi. Từ từ. Đi ra ngoài từ từ. Từ từ đi. Mình cảm giác như vẫn còn nghe cái tiếng của nó các bạn. Mình vẫn nghe cái tiếng của nó. Nó gần đấy. Ui. Từ từ chúng ơi. Nó thổi. Ui. Nó rồi bây giờ gạo luôn. Nó vẫn còn ở ngoài các bạn ơi. Cái tiếng của nó rất là rõ luôn. Cái tiếng nó ngoài rất là rõ luôn. Nhưng mà mình nói cho các bạn biết nha, mình nghe cái tiếng của nó rồi nhưng mà anh em của tụi mình vẫn không thấy nó ở đâu nha các bạn. Anh em của tụi mình vẫn không thấy nó ở đâu nha các bạn. Từ từ đi. Anh em mình đi lên trên sân thượng coi trước đã. Tại vì cái con này nó to lắm anh em, đâm ra đã hở mình phải lên trên sân thượng mình chết trước đã. Mình sợ khả năng nó đứng chỗ này là hồi nó bắt mình đó. Đi lên. Đi từ từ thôi. Đi lên. Bây giờ mình sẽ lên sân thượng mình chết trước nha các bạn, tại vì cái con này nó lớn lắm. Đi lên. Dạ. Bây giờ mình phải xem coi là xung quanh đó, là nó nằm ở vị trí nào đó. Đi ra đây. Lạnh quá. Ui, cái ghế cũng lạnh lắm. Đi ra. Ui mẹ ơi, mình nghe tiếng chung ơi. Mình nghe tiếng chung ơi quá, ghê vậy đấy. Mình sao? Từ từ. Đúng. Từ từ đi. Ủa, cái ghế của mình từ lạnh lắm chung ơi. Kiểm tra. Ui mẹ, sao mình vẫn nghe cái tiếng của nó nhưng mà mình không thấy nó ở đâu các bạn ơi. Tại vì con này là khổng lồ mà. Đúng rồi, tại vì cái con này nó không thể nào núp được mà sao mình vẫn không thấy nó các bạn ơi. Bởi vậy mình mới biết rồi. Cái này á mình không thể thấy nó được. Nhưng mà cái tiếng của nó vẫn vang vọng gần đây. Đâm ra là họ lý do tại sao mà mấy thằng bạn mình nó ở trên deep web nó nói là bắt buộc phải dùng cái hình thức chụp hình. Thì ra bây giờ phải chụp hình mới thấy được nó. Rồi đi. Mẹ chạy mau đi. Đi mau. Bây giờ mình sẽ xuống, mình sẽ chụp hình. Mình sẽ làm gấp cho nha các bạn, tại vì không có thời gian, với lại con này nó rất nguy hiểm. Đúng rồi. Đi xuống gấp. Mình xuống lại rồi các bạn ơi. Bây giờ phải ra.
ra ấy luôn nha, ra ấy luôn nha. Rồi, mẹ, tiếng nó ghê vãi đái luôn các bạn. Cái tiếng nó ghê vãi luôn á. Nhưng mà mình cảm giác như là khi mình nghe cái tiếng này tự nhiên á, ở giữa hai cái dòng con mắt của mình này nó bị chớp chớp xanh xanh lên. Nhức đầu các bạn ơi. Giờ sao? Giờ đi ra chơi nha. Các bạn ghê các bạn ơi. Đại Dung, đây ra chứ đi. Ghê quá. Ui mẹ ơi, cái tiếng của nó các bạn ơi. Mẹ, cái tiếng nó ghê vãi xịt luôn các bạn. Ui, ok. Chụp cấp đi Chung. Không, mình phải đứng vô các bạn, cái nghi thức để bắt buộc phải có hình của mình nha, mình mới có thể họ thấy được cho các bạn ơi. Rồi, đây, một tấm của Chung trước nha. Từ từ, ráng đi Chung. Mình sẽ chụp một tấm của Chung trước nha. Em sợ, em bảo. Má, tốt ghê luôn các bạn, từ từ. Cho thử nè. Ok, mình sẽ chụp một tấm của Chung trước nè. Rồi, từ từ, hai tấm đi Chung. 1, 2, má nổi hết da gà luôn. Mình cùng với Chung nhỏ là bắt buộc á, là phải chụp 3 tấm mà. Ok chưa? Đâu? Má. Rồi. Đâu? Tối quá Chung ơi nè. Thôi. Rồi. Ok, tắm túi. Ủa sao anh... Rồi, chụp máu đi Chung ơi. Ghê quá. Vô gấp đi. Vô gấp. Ok các bạn, đóng. Đây là các bạn, đấy, mình có một tấm hình này. Ok, chọn 3 tấm hình duy nhất mà rõ ràng nhất á, đó là các bạn sẽ lấy 3 tấm hình đó. Các bạn xem mình đã lựa chọn được 3 tấm hình mà mình cảm thấy là nó thể rõ nhất rồi. Và mình mong là ở trong những tấm hình này nó sẽ không có gì. Ui mẹ ơi, ghê quá anh Hồi Chung. Cái tấm này đây, bây giờ lên tấm thứ hai rồi, bây giờ mình sẽ đợi lên tấm thứ ba. Ui, tấm này sao Chung bính vậy nè. Chung bính vậy. Nhưng mà mình khác các bạn, cái tấm này mình nghe răng ra. Ok. Đủ 3 tấm rồi, nên mình sẽ bày ra cho đây các bạn xem. Đây các bạn ơi, mình đã photo ra 3 tấm như vậy. Phải kiểm tra trước khi mà anh em của tụi mình sẽ rắc máu lên. Đây, Chung hãy để ý kỹ xem qua là hở. Nó có một cái điều gì đó khác lạ trên cái tấm hình của mình không? Các bạn ơi, có biết một điều gì không các bạn? Đó chính là ở bên ngoài á, khi mà mình chụp lên tấm hình nó rất là rõ nha. Rất là rõ. Đưa anh cái điện thoại. Cái việc đây. Đó, có nghĩa là mình có thể thấy được khá là rõ phía sau. Nhưng mà ở đây nó khá là tối luôn các bạn. Đó, không phải cái hình này. Đây là cái hình này nè. Đấy, mình thấy rõ hết phía sau không? Nhưng mà đây không thấy gì cả. Nhưng mà bởi là do rửa ảnh ra nó như vậy, cho nên là mình mới thấy được mà các bạn. Chứ còn nếu mà rõ như vậy nè, là mình sẽ không thấy được đâu nha anh em. Ok, xem kỹ thôi. Nè, ở phía bên đây là nó có một cái ánh sáng nè. Nè, các bạn thấy không? Còn phía bên Trung nhỏ là không có nè. Nè, đó cũng tầm với cái độ sáng của cái này nè. Ừ. Nè, nó có một cái ánh sáng nhỏ ở đây nữa các bạn. Mình không biết là ở phía xa đây nó có một cái gì. Và căn nhà này mình rất là nghi ngờ về cái căn nhà này các bạn. Mình cảm giác căn nhà này nó có gì đó là lạ. Ok. Giờ mà còn mở đèn sáng tinh luôn. Rồi. 3 giờ sáng. Nè. Đó, cái tấm này thì mình nghe răng ra, còn cái tấm này là mình thả miệng ra nè bạn. Mấy cái hình này là mình không có lấy cái hình này. Đây, mình lấy cái hình này nè các bạn, để ý kỹ nha. À, cái ánh đèn này, cái ánh đèn sàn xa từ xa đấy các bạn ơi. Và như là cái nghi thức cũ thì anh em cũng biết rồi, đó chính là bây giờ mình phải bắt buộc là đốt cái tờ giấy siren head xong rồi sau đó là mình sẽ bỏ vô trong cái này nha các bạn. Đó, ok, bây giờ Chung nhỏ sẽ bắt đầu đốt rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình phải bắt buộc mình phải đốt cái tờ giấy của Siren Head. Xong rồi sau đó là mình sẽ lấy cho bỏ vào trong cái nước mẫu này. Đó, đây là cái cách thức để mà các bạn có thể hở thấy được chụp hình vào 3 giờ sáng. Và mình nói với các bạn luôn là các bạn hở ủng hộ Shop Liên Quân giúp mình nha các bạn. Và nếu các bạn muốn mình chụp hình với nhân vật nào đó thì các bạn muốn chụp hình với ai á, thì hở các bạn cứ để lại comment ở phía bên dưới, mình sẽ làm nha các bạn. Đó, hay giờ đốt cháy rất là mau luôn. Đó, lấy cái cho này mình bỏ vô trong máu rồi sau đó mình mới có thể mình rắc được nha anh em. Rắc lên trên 3 tấm hình này. Đây, mình sẽ để trải dài ra đây chút nữa mình sẽ rắc lên. Thôi khỏi đi, khỏi mình dùng tay luôn các bạn. Rồi, các bạn thấy rất là ghê khi mà anh em của tụi mình bắt đầu là anh em của tụi mình khi mà trộn cái này lên rồi các bạn thấy không? Cái nước của nó rất là đen ngầu, nhìn thấy gớm không? Chúng độc gì đó. Ừ, nhìn ghê thật các bạn. Cái này bạn, đó, nhìn giống như là hút thuốc mà khói thuốc mà nó vô trong phổi mình, thấy ghê vậy không? Ok, rồi.
Mình thấy vậy là ổn rồi đó. Rồi, rải như thế này em ơi. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi 30 phút để cho nó khô lại nha anh em ơi. Rồi, ổn rồi đó. Ok. Đã 30 phút trôi qua rồi anh em, bây giờ hả anh em của tụi mình sẽ bắt đầu anh em mình rửa hình ra nha. Mình sẽ rửa từng tấm hình nha anh em ơi. Và cái công đoạn này hả anh em mình ráng đợi một chút xíu nha. Mình rửa ảnh này xong rồi các bạn sẽ thấy được kết quả nha anh em. Rồi. Rồi xong chưa, tấm thứ ba chưa? Đây, quay ra. Rồi. Ok, rồi các bạn. Đây. Ui mẹ, các bạn cho mình cho các bạn xem nha, là ba tấm hình này hả nó rất là ghê luôn các bạn. Các bạn để ý giùm mình một cái, đó chính là hả các bạn có để ý cái đợt rửa đầu tiên đó là cái mặt của mẹ Trung ơi. Trung ơi. Ui mẹ Trung mất một mặt luôn các bạn ơi. Mẹ. Ừ. Mẹ. Ui mẹ, nhìn anh nè. Quá cái nồi nhìn mình nè các bạn. Ủa? Ủa bên tấm hình này vẫn còn nhìn rõ được hai anh em mình à. Bây giờ mình soi từng tấm hình nè đi. Bây giờ cái tấm hình này mình mới còn nhìn rõ anh em mình, mà sao bên đây mẹ nhìn ghê vậy? What? Mình mất mặt luôn các bạn ơi. Ghê vậy. Hồi nãy cái lúc mà anh em của tụi mình đang rửa ra cái ảnh đó các bạn, tự nhiên cái máy của mình nó kêu tít, cái xong rồi tự nhiên cái máy nó chợp sáng bụp mấy cái nữa. Đó khá là ghê luôn, mình không biết hiện tượng gì luôn đó. Mình kiểm tra kỹ đi chung nó. Ui mẹ mặt chung ghê các bạn. Thôi các bạn để ý, mình nói thiệt với các bạn luôn, mình rất là ngại nhìn cái mặt của mình mà dính đầy máu vậy nè. Đúng rồi, nhìn ghê các bạn, nhìn ám ảnh luôn á. Nè Trung à, đã dạy mất mặt luôn biết đâu. Rồi coi thử coi. Mình không biết là khả năng tại vì trước đây là mình chơi là nhìn trong gương á, là đúng khả rồi. Năng nhìn thấy rất là rõ nha, nhưng mà ở đây thì mình tối quá nhờ, tối quá tối quá bạn ơi, mình không thấy gì cả. Tối quá. Ông mình xem tấm thứ ba đi. Tấm này không có gì luôn đó anh em, đúng không? Tối quá. Ui mày, cái tấm này ghê không mày. Nè. Anh mất hoàn toàn mặt luôn. Nè rõ ràng. Mất hoàn toàn. Ừ, mặt. Mình không hiểu tại sao cái mặt của mình nó bị mất luôn các bạn ơi. What? Ghê quá bạn ơi, giống như kiểu như người đã khuất vậy á. Ghê thiệt sự luôn đúng không các bạn? Ok. Bây giờ mình sẽ nhìn rất là kỹ nha. Tại vì cái con Siren Hand này nó rất là to anh em ơi. Đâm ra là nếu mà giả sử như nó đứng phía sau anh em của tụi mình á là họ nhìn sẽ rất là rõ. Nhìn kỹ ở phía xa nè, tại vì cái này là cái rừng cây ở phía xa anh em, rất là khó nhìn. Có vết máu đây. Coi nhìn chỗ mấy nóc nhà. What? Nhìn. Quái đâu? Quái nó. Nó còn gì nữa? Nó đó. Trời ơi, nó chạy xa. Khuya vậy các bạn ơi. Nè các bạn nhìn kỹ không? Các bạn nhìn kỹ không? Rất là mờ. Nè. Nhìn nè. Đúng rồi, cái đầu. Ui các bạn ơi. Nè các bạn. Nè đây, mình để mình zoom kỹ cho các bạn nè, nhìn ra. Nhìn nào. Mày nó đứng sau phía cái nhà đó các bạn. Nè đây. Nè anh em của tụi mình đứng chỗ này nè, anh em của tụi mình đứng chỗ này nè. Mấy cái nhậu này, cái nhà. Đây cái nhà, đây là cái nhà nè các bạn. Mẹ ơi, cái nhà này cái nhà 3 tầng. Ừ, cái nhà này nhà 2 tầng đó anh em. Cái nhà 2 tầng nha. Nè, nó này các bạn. Nó nè. What? Ui mày, cái đầu nó góc ở cái trên nóc nhà đó các bạn. Mình thấy được đúng cái đầu rồi nè các bạn, thấy đúng không? Đúng cái đầu không? Nè. Đây. Lấy cái bút bi đi. Đây mình vẽ cho các bạn dễ hình dung nữa các bạn. Không biết là ở trong đây các bạn có thể nhìn nó được không nè. Đây nè. Đây nè các bạn. Nè. Đây nè, đây là cái đầu của nó nè. Các bạn nhìn nè. Đó, đây là cái đầu của nó nè. Nè, mình thấy được cái mỏ thứ hai của nó chìa ra chỗ này rồi các bạn. Nè. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Ok kìa quá. Mình thấy rất là rõ rồi các bạn. Thấy nè. Ơi. Ok các bạn, mình lỡ vẽ lên rồi nhưng mà hả bạn để ý là giúp mình nha. Là hở nó vậy nè má. Cái tòa nhà này cao hở cả rồi. Cái tòa này cao hở 30 mét nữa các bạn. Ôi, mới được ghê vậy ta. Rồi. Nó núp phía sau đây nha các bạn. Ok xem tấm hình này. Ui. Tấm hình chung nhìn ghê quá các bạn ơi, mình thề với các bạn luôn. Không khác gì hả mấy em. Anh mất hết luôn. Ghê thiệt sự luôn Trung ơi. Để ý kỹ nha. Này cái tấm hình này nó cũng ghê nè. Mình cảm giác như có vệt dưới đây. Đúng giống rồi. Như kiểu như Trung là một cái Trung là một cái linh hồn các bạn. Ghê và đá luôn. Nhìn kỹ nha. Nó còn núp trên nhà này không? Cái nhà ơi, cái tấm hình này bị khuất cái nhà rồi các bạn ơi. Nhưng mà cái tấm hình cái nhà còn cao. Nhưng mà cái tấm hình này là chụp trước. Chụp trước cái tấm hình này. Quên. Đáng lý là mình phải coi cái tấm hình này trước các bạn. Ok, nhìn kỹ đi, cái con Siren Head nó nằm đâu. Nhìn kỹ đi các bạn ơi.
nhà nó quốc rồi. Nhìn kỹ đi các bạn ơi. Có nghĩa là cái khúc đầu mà khi mà chụp em á là nó ở phía xa á. Trời ơi, nó phía xa sao anh em mình mới chụp có tấm sau nằm đứng ngay sau nhà ta. What? Ủa là sao các bạn ơi? Nè, rõ ràng luôn. Đây các bạn. Ba mẹ nó cái đầu gì mày? Ghê vậy. Nè. Đây các bạn có thể thấy rõ ràng được không? Nè, các bạn nhìn nè. Không biết có. Nhìn nè, nó đứng ở tốt ở phía xa luôn các bạn. Má cao vãi đái. Nguyên mày ơi. Cái này khổng lồ luôn các bạn. Cái này ở tít phía xa luôn. Đây. Nè các bạn để ý kỹ nha. Nè. Đúng rồi. Nè các bạn nhìn kỹ ốc nè. Ui nè nè. Trời ơi, nó đứng tốt phía xa luôn. Đây mình cho các bạn ra. Bật ra coi thêm một nữa mình cho. Thôi không dám coi đâu. Rồi các bạn. Đó. Vãi cái đái luôn các bạn ơi. Ui da. Ghê thực sự luôn các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Mình cho các bạn coi mấy lần ok. Thì đây nha. Đây nha các bạn, rõ ràng luôn các bạn. Đó. Rồi. Và ok, và bây giờ tất nhiên là hả, mình sẽ cầm ba tờ giấy này mình đi đốt hoàn toàn luôn nha. Mấy tấm hình này không thể để lại được, tại vì các bạn biết sao không? Tại vì á, những cái tấm hình này á, mình quên nói với các bạn một điều, đó chính là chơi xong đốt liền, tại vì những cái tấm hình này nó bị ám. Các bạn mà giữ bên mình á, là những con đó nó sẽ tới nó tìm mình. Đâm ra là hả, ok, mình sẽ kết thúc video tại đây luôn. Và các bạn đừng quên là để lại một like và đăng ký cho mình. Và hả, các bạn muốn mình chụp hình con nào á, thì mình sẽ làm cho nó cho các bạn xem luôn. Anh em của tụi mình hôm nay hơi bị quýu rồi đó. Mình tưởng là cái con này nó chỉ trong game thôi các bạn ơi. Nhưng mà hả, bây giờ hả, nó mình làm thử. Mình không thấy hoàn toàn, mình không thấy bằng mắt được các bạn. Mình ra rõ ràng mình nghe cái tiếng của nó đúng không? Cái tiếng của nó nghe ý như là cái tiếng còi xe hay gì đó các bạn ơi. Ừ, ghê. Mình rõ ràng mình nhìn bằng mắt thường mình không thấy được, nhưng mà khi mình chụp mình thấy vậy cực kỳ hoảng sợ. Bây giờ mình không giữ bình tĩnh luôn à, cái tay mình nổi da gà nãy giờ luôn, mình sợ quá. Ok. Đi đốt. Cắt luôn đi. Đốt liền luôn đi.